chúng ta tấn công thẳng vào khu vực trụ đường giữa. Có một người đứng ở nhà đứng trên phòng thủ, đó là CC rồi, còn những người khác phải đi bộ về, đó là Dada và đó là Phong. Đi bộ về kịp, làm sao Dada đi bộ về kịp rồi, Dada thậm chí là bay về, anh ta đang sử dụng cái mình cú, đó là hiệp họa không chung để định tấn công vào tên viên bên phía của đội tuyển VNV. Chúng ta đông người hơn, Dada lao đến rồi nhưng Dada bị ỉ hóa hơi nhanh quá. Phong cũng đang tấn công vào vị trí của C nhưng một người nằm lại rồi, và bên phía đội tuyển VNV bắn nhà là những gì mà chúng ta đang làm, và 1-0 cho VNV. Chúng tôi khen Dada